biết rồi. Wow. Em với một hàng khuôn qua vô. Nice. Cặp mèo, cặp lo lên. Tai chi cũng được, tai chi đi, tôi đi gõ rồi. Vừa qua jungle nên không biết game gọi mà nó bị gì á, không nghe được vậy đó. Ad một tết đi bạn, ad một không biết tiếng Việt giờ sao ta, ad một không biết tiếng Việt giờ sao. You play hả? Nói giọng hiểu chưa? Nên chơi hả? Đi đâu vậy ta? You play kêu mình đi ngược rồi. Giờ mình yêu giờ mình lựa bố cái quần què đó luôn đi. Dạ lại là cái có nên làm lại cái giáo án với lại bánh cầm cái bình xịt không nhờ. The number of souls is the number. The number of souls is too damn high. Chơi xong rồi hả? Là hay sao ngon rồi, nãy giờ anh lại có làm sao à? Anh lại có làm sao, em lại hay sao là ngon rồi. Đúng. Không có tác dụng hay sao em? Anh em chơi đi. Anh em bên hơi cao. Không muốn nói với anh em luôn. Mình hơi cao. Thôi người yêu cũ em hả? Làm gì đi em? Tại cả lấy sai cho muốn gì nữa. Quá tuyệt vời cũng hả? Thở cá. Vậy đúng hả? Chơi quen rồi vậy sao ta? Bố sẽ bỏ. Bị bố rồi. Như lên. Được mà, ăn tiền đời được. Ai à, được này. Chưa được bố biết rồi. Nó lộ. Tụi em nó đánh dễ quá ra. Lùi đi hấp rồi. Gớm lắm, đi cái đường này gớm lắm, anh quẹo lại liền. Ổn giờ, không được. Đi bốn ké lính hả? Cho nó nhiều tiền đấy, nhìn cho nó áp lực. Em có limit chưa đây, nhắm vô. Có chơi chiêu 2 ăn được kìa. Làm gì còn được bố nữa. Ảo vậy, nó chơi chiêu 2 ăn được à.
Quang rồng bạn ơi, đánh cái gì nữa mà đánh. Rồng này mất nơi chịu. Từ từ thôi, từ thôi. Ê, đủ quá quỳ vô này. Ê. Bằng xương, bằng xương. Né cái quyền nó ra rồi đó. Anh chơi không được, anh đi ra. Sao không nó sợ máy chậm mấy nhờ? Phải rồi. Nay sợ máy chậm cực kỳ luôn. Đấy, thằng Thor một mình nó chơi chết rồi. Chứ được luôn á, đi vô lại một giấy này. Thằng ID nó hấp mắt luôn rồi. Nè chơi, nè chơi thập thủ cái gì ơi. Ăn luôn rồi. Ăn luôn được đó. Ăn công rồi, ăn công rồi. Ở đây nó hắc map hay sao đúng không? Đúng rồi. Chết con rồng có lượng bố ăn không? Ra bế. Em nhìn thấy hết. Mấy này nó đang đi ra đây. Nãy giờ đến lúc mình bắn em không sai. Lùi em ơi. Ê, đông trên đây rồi. Ủa sao lên vậy? Không thôi mày bó rồi hay sao á? Yêu quá nha hai tay ơi. Yêu là khác hay sao luôn? Ai đụng hai chân tay chứ hai tay hấp áp đúng không? Đúng rồi.
mai đi AD mà đi chuyển khác chưa? Nó no, yếu không? They call it heresy. Đây 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 đây, có bạn chết rồi. Thì nó mới bắn thằng AKK kiếm sao mới á. Thôi mất lướt rồi, thôi. Anh đi luôn nha. AKK đang chơi gì anh? Này thật, rướt. Nè này đánh gớm á nhờ. Lắc lắc vậy thôi. Gớm. Nè đánh phi tiêu đúng hợp lý luôn. Đúng ý mà luôn mọi người ạ. À. Cảm ơn anh Lý Thái Thương ở 50 sao nha. Không có bắn phi tiêu đó chắc hồn tóc. Nếu mà tóc biến thì tóc biến kịp. Còn không mà cũng chuyến hết tiền. Thì qua nhờ. Thiền có thế là cháu là cái gì đấy?